Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến khoảng 200 mô tô vi phạm hành chính đang cất giữ trong kho xe tăng vật bị thiêu rụi. Theo đó, ngày 10 tháng 3, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Đại tá Lê Thành Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ vụ cháy lớn tại kho xe tăng vật. Trước đó, vào tối ngày 9 tháng 3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho xe máy tăng vật nằm trong khuôn viên trụ sở Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận, đã thu hút rất đông người hiếu kỳ đến xem. Mặc dù lực lượng chữa cháy tại chỗ đã triển khai nhanh phương án chữa cháy, nhưng bãi xe chứa rất nhiều xe máy, mô tô đã bốc cháy dữ dội, khói bốc cao cả chục mét. Công an tỉnh đã điều động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực huyện Đức Linh, đóng quân cách công an huyện Tánh Linh khoảng hơn 10 km đến hiện trường tập trung chữa cháy. Khoảng gần 1 giờ sau, ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, có khoảng hơn 200 mô tô là tăng vật vi phạm hành chính cất giữ trong kho xe tăng vật đã bị thiêu rụi. Sáng ngày 10 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tánh Linh đang tiếp tục phối hợp với các đội nghiệp vụ công an tỉnh Bình Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Vào khoảng 10 giờ 15 phút đến 10 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 2, một vụ cháy lớn xảy ra tại gara ô tô Kim Thu trên đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ, khiến nhiều thiết bị, máy móc trong gara này bị thiêu rụi. Theo một số người dân gần khu vực, vào thời điểm trên, họ phát hiện thấy lửa và khói đen bốc lên bao trùm toàn bộ gara. Nhân viên gara đã nhanh chóng di chuyển những vật dụng cần thiết ra ngoài và dập lửa nhưng không dập được do thời tiết vừa nắng nóng lại gió to. Hiện trường cháy là gara cao 2 tầng, rộng khoảng 90m2. Bên trong bày bán phụ kiện ô tô có nhiều vật dụng dễ cháy. Ngọn lửa cháy mỗi lúc mỗi lớn và kèm theo những tiếng nổ liên tiếp. Vụ cháy làm khói đen bốc lên cao hàng chục mét. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ đã điều 5 xe chữa cháy đến hiện trường để khống chế đám cháy. Nhưng do cháy lớn, khó dập tắt, khoảng 10 phút sau, một chiếc xe chữa cháy nữa đã đến hiện trường. Hiện đám cháy đã được khống chế cơ bản, lực lượng chức năng vẫn đang làm nhiệm vụ để dập tắt lửa hoàn toàn. Bên trong gara, nhiều khu vực lửa vẫn còn cháy âm ỉ, khói bốc lên cao. Nói về nguyên nhân vụ cháy tại cửa hàng phụ tùng ô tô ở Cần Thơ vừa qua, theo Công an thành phố Cần Thơ, nguyên nhân ban đầu gây nên vụ cháy tại gara mua bán phụ tùng ô tô Kim Thu trên đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được xác định là do ngọn lửa khởi phát từ khu vực phòng sơn của gara và lan nhanh. Gara Kim Thu nằm ngay mặt tiền đường 3 tháng 2 với thiết kế một trệt, hai lầu. Vì mua bán vật liệu ô tô có số lượng khá lớn nguyên vật liệu dễ cháy nổ nên ngọn lửa bùng phát lên tầng cao nhất của căn nhà với tốc độ nhanh chóng. Được biết, ngay sau khi vụ cháy lớn xảy ra tại gara mua bán phụ tùng ô tô Kim Thu trên đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ bùng phát, khiến nhiều thiết bị, máy móc và xe ô tô trong gara này bị thiêu rụi, người dân đã ngay lập tức gọi lực lượng chức năng. Phòng PC07 nhanh chóng điều động 9 xe chữa cháy, PC07 4 xe, Công an quận Ninh Kiều 1 xe, Công an quận Cái Răng 2 xe, Công an quận Bình Thủy 2 xe và 80 cán bộ cảnh sát đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt kịp thời phong tỏa tuyến đường 3 tháng 2, đoạn giao nhau với đường Trần Hoàng Na đến khu vực vòng xoay cầu Đầu Sấu nhằm phục vụ công tác chữa cháy. Lực lượng cứu hộ chia nhiều mũi tiếp cận, đưa vòi rồng phun nước dập lửa. Đến 11:30, sau hơn 1 tiếng, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng tiếp tục phun nước làm mát và dập tắt hoàn toàn. Đám cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân đang thống kê và làm rõ. Theo tìm hiểu, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong gara có hàng chục xe ô tô các loại. Do đám cháy lớn xảy ra vào thời điểm tan tầm ở khu vực có nhiều xe cộ đông đúc, nên nhiều người dân hiếu kỳ tập trung hai bên đường theo dõi vụ việc khiến giao thông ùn ứ. Liên quan đến các vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh, trước đó vào rạng sáng ngày 15 tháng 1, một đám cháy kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình có địa chỉ trên phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đám cháy xuất phát từ tầng 2 căn nhà 4 tầng. Được biết, ngôi nhà xảy ra vụ cháy cao 4 tầng, kinh doanh hoa tươi và hoa lụa. Công an thành phố Hà Nội thông tin, quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đám cháy số nhà 4 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng phát hiện 4 người bị nạn đã tử vong, gồm 2 người lớn, 2 trẻ em. Những nạn nhân được phát hiện tử vong trong trạng thái bị ngạt khói nhiều tại hiện trường. Danh tính 4 nạn nhân gồm NDH,
tên viết tắt, sinh năm 1954, chủ hộ; DTH, tên viết tắt, sinh năm 1961; NBTT, tên viết tắt, sinh năm 2014; và NBHV, tên viết tắt, sinh năm 2017. Trong gia đình có một người trong nhà thoát nạn là chị NMH, tên viết tắt, sinh năm 1988, là con ông NDH, tên viết tắt, chủ hộ. Chị này leo qua ban công tầng 4 và thoát qua ban công nhà bên cạnh, sau đó được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận, đưa xuống dưới an toàn. Công an thành phố Hà Nội cho biết, chiều tối ngày 26 tháng 10 năm 2023, Tổng đài 114, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra một vụ cháy nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà, gần chung cư Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố, Công an huyện Thanh Trì đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến 18 giờ 9 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Công an Hà Nội cho hay, tại thời điểm xảy ra vụ việc có một tiếng nổ kèm theo ánh sáng xanh phụt ra từ ngôi nhà buôn bán sắt vụn. Theo thông tin người bị thương cung cấp, thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình đang sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy. Sau quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định ba mẹ con đã tử vong trong vụ cháy, gồm một bé 4 tuổi và bé học lớp 6. Ngoài ra, vụ hỏa hoạn khiến một người bị thương được đưa đi cấp cứu, thiệt hại tài sản đang được thống kê, làm rõ. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố phối hợp với Công an huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Đồng thời chỉ đạo Công an huyện Thanh Trì tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với cơ quan, ban ngành, địa phương, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn cùng gia đình các nạn nhân. Trong vụ cháy nhà khiến ba mẹ con tử vong xảy ra vào chiều tối ngày 26 tháng 10 tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tứ Hiệp cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 4 người. Tuy nhiên, người chồng chạy ra ngoài kịp, còn ba mẹ con không thoát kịp do cửa sập xuống. Người này cho biết thêm, 4 người trong nhà được xác định gồm người chồng sinh năm 1988, người vợ sinh năm 1992 và hai người con, một cháu 12 tuổi và một cháu 5 tuổi. Người chồng thoát được ra ngoài nhưng bị thương đã được chuyển lên bệnh viện Bỏng Quốc gia cấp cứu. Ngôi nhà xảy ra vụ cháy là nhà cấp 4, đây cũng là nơi thu mua sắt vụn của gia đình nạn nhân. Một người dân ở gần hiện trường vụ cháy cho biết, khi anh vừa đi qua ngôi nhà thu mua sắt vụn thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn. Lúc này, người chồng ở trong nhà chạy ra ngoài, quần áo bị cháy rách. Theo nhân chứng, anh chồng đứng ngoài bất lực gào khóc và nói vẫn còn ba mẹ con ở bên trong. Ngọn lửa lúc đó bùng lên dữ dội, khói nghi ngút, phần mái nhà bị sập hết xuống. Tới hơn 20 giờ cùng ngày, nhiều người dân vẫn đang tập trung tại khu vực xảy ra vụ cháy. Một nhân chứng vẫn còn bàng hoàng kể lại, ngọn lửa bùng lên rất dữ dội, người dân không thể vào hỗ trợ để cứu người. Lúc đó, lực đẩy ra rất mạnh, khiến hai người đi xe máy ngã ra đường. Người chồng bị bỏng nặng chạy ra từ đám cháy, còn ba mẹ con mắc kẹt đã không qua khỏi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!